À, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay đó thì Tuấn Vĩ cũng như là anh chị em ở phường là cùng nhau đi phát gạo quý vị. Thì hôm nay đó thì Tuấn Vĩ thay mặt cho hai mạnh thường quân cũng như là gia đình Tuấn Vĩ là phát tâm làm từ thiện. Thì trước khi đi vào công việc thì Tuấn Vĩ cũng phải mặc đồ bảo hộ cho nó chắc ăn. Hôm nay cho nó an toàn vì đang còn vợ con của mình ở nhà nữa quý vị. Đây chắc là mặc xỏ vô. Cái này hình như là cho giò vô trước. Hôm bữa Tuấn Vĩ thấy người ta mặc đó thì Tuấn Vĩ cứ sợ nực, mà không biết trong thực tế thì nó có nực hay không. Nhưng cái này nó phải chuồm lên tóc á. À, ok, đổi thêm cái này vô nữa là ok. Thưa quý vị, trước màn hình chúng ta là em Trung, là làm bên dân quân em ha. Rồi hôm nay đó thì em Trung cùng Tuấn Vĩ cũng như là anh chị em đi phát quà cho bà con ở bên phường. Thì Tuấn Vĩ cũng xin hỏi em Trung là bây giờ phường mình đang gặp khó khăn như thế nào, em có thể cho cô chú anh chị biết ha Trung ha. Thì báo cáo bà con thì phường 4 thì phong tỏa 14 ngày, đến nay là ngày thứ 3 rồi. Nhưng mà tình hình thì nguồn cung cấp để mình hỗ trợ bà con thì nó rất là ít. Lý do là phường 4 là cái điểm mà phát dịch cuối cùng của thành phố Sa Đéc. Nên số lượng mạnh thường quân hướng về phường 4 cho đến thời điểm này nó cũng chưa có thể nào mà mình tiếp ứng được cho bà con liền. Cũng ủy ban phường thì cũng cố gắng sẽ hỗ trợ hết mình cho bà con một cách nhanh nhất. Nhưng bên cạnh đó cũng rất mong mà được nhiều mạnh thường quân tiếp tục hướng về địa phương phường 4. Vì phường 4 là có khoảng là 4.800 hộ, nhưng mà tính tới thời điểm có mặt tại địa phương thì khoảng là trên 3.000, trên dưới 3.000. Nó nên cái số lượng mà để đáp ứng mà cái cuộc sống khó khăn của bà con trong thời gian phong tỏa này thì nó rất là hạn chế ha. Tình hình dịch nó kéo dài thế này thì trong những ngày tới thì nó rất là khó khăn. Đúng rất rồi. Là thiếu thốn. Đúng rồi, trong những ngày tới mạnh thường quân cho thì nó cũng có số lượng nó giới hạn. Dạ, hiện nay thì nói chung là ở đâu cũng có dịch nên về phường 4 thì nó khó khăn rất là nhiều. Bà con thì nhiều, bà con thì nói chung đa số là lao động nghèo. Nên tình hình nó khó khăn hơn những cái địa bàn khác. Và đặc biệt là phường 4 là phong tỏa toàn phường luôn. Nên việc đi lại của bà con hay là bà con mất cơ sở việc làm, không có thể đi đi làm thuê làm mướn như cấp chưa có dịch để kiếm thêm thu nhập. Thì nên bà con thì nói chung là không có thu nhập. Nó thì nhiều bà con thì chỉ mong chờ là cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để có thể là vượt qua cái khó khăn trong mùa dịch này. Ok em, rồi anh thì là người kết nối nên là hôm nay thì anh thay mặt cho hai mạnh thường quân cũng như là gia đình anh nữa, thì như trong thực tế đó thì mua được 1 tấn gạo với 1.000 cái hộp dịch, thì trong đó của ba gia đình là gia đình anh 5 triệu, rồi của cô Lý Thị Bồng ở Úc 7 triệu và chị Dung ở Thủ Đức là 5 triệu, là tổng cộng là 17.500.000 đồng. Trước mắt là vậy đi em ha. Rồi sau này nữa, nếu ví dụ như mà nó lâu dài nữa mà cái sự cần thiết, hoặc là nếu mà anh có huy động nữa được á, thì là anh sẽ cố gắng đồng hành cùng bên phường mình em ha. Dạ. Giờ đây thì mời các cô chú anh chị chúng ta cùng Tuấn Vĩ cùng đi phát quà cho bà con nơi vùng bị phong tỏa. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi xem nơi vùng dịch bây giờ họ đang sinh sống như thế nào nha quý vị nha. À,
thưa quý vị, cái hẻm này thì nó nhỏ nên là phải dùng xe Honda để vận chuyển vô. Nói chung bà con ở nơi đây thì chỉ có ở trong nhà thôi chứ không ra để lấy gạo. Chỉ khi mà cái đội tiếp tế đi rồi thì mới lấy thì nó an toàn hơn. Có nghĩa là không có trực tiếp đó quý vị. Và quý vị cũng thông cảm là hôm nay là Tuấn Vĩ chỉ đi ghi nhận, Tuấn Vĩ chỉ đi ghi nhận thôi chứ Tuấn Vĩ không có chuyên chở được. Và cái việc chuyên chở thì đã có những anh ở trong tổ dân quân dân phố đó quý vị là chuyên chở, nên Tuấn Vĩ chỉ là đi ghi nhận để cho Mạnh Thường Quân được biết là cái tiền mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì đã đến tay của cái người cần quý vị. Cảm ơn chị Dung, cảm ơn chị Lý Thị Bồng là hai Mạnh Thường Quân đã ủng hộ, thì rất là biết ơn tới hai chị rất là nhiều. Các anh chị trong tổ công tác là đến phát cho từng hộ gia đình, phát cho từng hộ gia đình và để trước ngõ, thì người ở trong nhà ra lấy thôi. Nên là thưa các cô chú anh chị, là Tuấn Vĩ nghĩ là các cô chú anh chị cứ ở nhà, cứ cố gắng ở nhà thực thi theo cái nghị định của nhà nước, không có ai chết đói đâu mà lo. Nói chung là ở đâu cũng có phường của mình hết á, ở đâu cũng có chính quyền hết. Ví dụ như đói quá thì quý vị cứ gọi lên phường, có số điện thoại của phường thì chúng ta gọi lên phường và kêu cứu, chứ không có chết đói đâu. Nên là vào thời điểm này là chúng ta cứ cố gắng ở nhà, cứ cố gắng ở nhà là tốt nhất. Đó, còn cái việc mà ví dụ như là làm gì, thu nhập ra sao thì chúng ta hãy gác lại một bên, chúng ta lo cho sức khỏe trước quý vị. Thưa quý vị, thì mỗi gia đình là đều được phát hết á. Những ai ở trong hẻm thì chuyên chở vô, còn những ai mà ở khu vực ở ngoài thì người ta đặt ở trước ngõ cho, cứ vậy mà lấy thôi. Thưa quý vị, nếu mà cái hẻm mà nó bự bự hơn chút xíu thì nó dễ, nhưng mà đối với hẻm này thì nó nhỏ quá nên là phải dùng bằng xe Honda để vận chuyển vô, để vận chuyển vô từ từ. Đó, các anh chị, các cô chú cũng hết sức là tích cực. Ở bên phường thì những tình nguyện viên cũng như là những người làm ở bên phường đó quý vị, thanh niên này kia đó quý vị.
nó ra hàng đâu. Thưa quý vị, là phải cần xe trung chuyển. Cái hẻm này nó nhỏ quá. Thưa quý vị, cũng hy vọng là phường huy động được thêm nhiều hơn nữa, vì cái số lượng gạo đó mà hỗ trợ hôm nay thì chỉ được 100 phần, nhưng bên cạnh đó thì ở bên phường thì cái hộ dân đó thì là nó phải trên 4.000 hộ dân, thì chủ yếu là đi đến các cái nhà mà có điều kiện khó khăn trước, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gọi là thu nhập thấp, quý vị không có điều kiện á, hoặc là những nơi mà có gọi điện cho phường đó quý vị, những gia đình mà có gọi điện cho phường để cầu cứu đó, thì mình sẽ tiếp cận trước. Đặc biệt nữa là thưa quý vị, Tuấn Vĩ thì cũng lầm liều, chứ Tuấn Vĩ cũng nhát lắm, Tuấn Vĩ cũng sợ. Nhưng mà có một cái là thấy bà con cũng khó khăn quá nên là cũng ráng, chứ cũng sợ dịch bệnh vậy, đi rồi tiếp xúc này kia cũng sợ. Anh này chở khá là được nhiều nha anh, chắc là chuyên nghiệp à. Chất tới cổ luôn rồi. Rồi cao quá. Thật sự là Tuấn Vĩ cũng không có nghĩ là dịch nó sẽ về tới khắp mọi nơi như thế này. Dịch nó về tới phường nơi mình ở luôn. Và thấy rất là bất an quý vị. Thấy thật sự là rất là bất an. Không biết bao giờ thì dịch bệnh nó mới có thể là đẩy lùi được nó, không biết bao giờ mới đẩy lùi được cái dịch bệnh. Thấy cũng rất là bất an. Thấy cái sự bùng phát thật là khủng khiếp. Mà Tuấn Vĩ thấy những cái video của cô chú anh chị chia sẻ đó, thì có những cái chỗ mà người ta bị cách ly đó quý vị, thấy thật sự là rất là khủng khiếp. Những người mà bị dính Covid đó quý vị, thấy rất là khủng khiếp đó quý vị. Nên là hy vọng là quý vị cũng cố gắng cách ly ở nhà theo đúng cái chỉ thị của nhà nước. Nói chung là chết đói thì không có sợ quý vị, có số của phường đó, ví dụ như gia đình ai mà không có ăn hoặc này kia thì mình gọi cho phường rồi người ta cũng sẽ tiếp tế, chứ chết đói là không chết đâu, nên là cứ yên tâm ở nhà. Hẻm tới là hết á. Xịt cho anh cái hết luôn ha. Hả? Xịt cho nó chắc ăn. Rồi, ok. Thưa quý vị, vậy là đã xong một chuyến phát quà. Về tới đây thì giờ vợ không cho vô nhà nữa. Giờ không biết tính sao đây ạ. Xong rồi, đứng ra đây, đứng ra đây. À,
cũng hy vọng là nó an toàn. Em ơi, đưa cái chai xịt khuẩn cho anh coi em. Đưa cái chai xịt khuẩn cho anh coi. Rồi xịt từ trên đầu xuống dưới người cho anh. Hồi nãy cũng xịt lần rồi, bây giờ xịt lần nữa cho nó chắc ăn. Em đứng ra em xịt cho anh chứ. Em đứng ra em xịt cho anh chứ. Em đứng ra em xịt cho anh á. Đeo khẩu trang vô cho nó an toàn quý vị. Xịt xong bắt đầu lột ra, rồi xịt thêm một lần nữa, rồi vô nhà tắm, rồi xịt. sao hả, xịt hết chứ, xịt cả vỏ này kia chứ. Ủa em phải dặn ra chứ, sao mà giống như tắm vậy, cho nó phun ra chứ. Xịt thử cho anh coi, xịt cho anh nè. Đúng rồi, xịt dòng người xịt hết á. Đó, sụp xịt là phải xịt xương chứ, xịt xương chứ, em xịt mà giống như kiểu là bắn nước vậy. Rồi đứng bên đây nè, đứng bên đây anh xoay người được rồi. Rồi ok ha, để anh lột cái này ra. Ờ, khoan đã, để lột cái này ra rồi xịt nữa. Thấy sợ quá. Nói chung là vì cộng đồng, đôi khi mình không làm mà trong đó mình có khả năng mà mình không làm thì không được. Vì Tuấn Vĩ thì có khả năng để kết nối quý vị, có khả năng để kết nối cho những mạnh thường quân biết được cái vùng khó khăn. Có khả năng đó mà mình không làm thì cảm thấy nó áy náy vô cùng. Mà thật sự vào cái thời điểm này á, thì là Tuấn Vĩ cũng rất là e ngại vô cùng á, e ngại lắm luôn. Vì đi tiếp xúc ở ngoài cộng đồng đó thì cũng rất là ngại, sợ lắm. Nhưng thôi, con người ta có số. Rồi đi vô đi, đi vô để anh xử cho. À, thưa quý vị, vậy giờ đây thì Tuấn Vĩ xin được kết thúc buổi trò chuyện nha quý vị nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị chúng ta quan tâm và theo dõi. Đặc biệt nữa là cảm ơn tới hai mạnh thường quân là chị Lý Thị Bồng, chị đang ở Úc quý vị, ở Úc Châu. Thì chị có khách sạn Ngọc Hoa ở Bạc Liêu. Và cảm ơn tới chị Dung là trong chương trình của Kết Nối Yêu Thương. Cảm ơn hai chị đã quan tâm và giúp đỡ cho bà con khi mà đang còn cần thiết. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, vậy là Tuấn Vĩ đã về nhà và tắm rửa. Tắm ở ngoài thôi chứ không biết là ở trong là sao, nên là thật sự là đi vậy chứ cũng sợ quý vị, cũng e ngại lắm. Nhưng mà bây giờ cũng gọi là cần thiết lắm nên Tuấn Vĩ mới phải xuất hiện và để giúp đỡ cho bà con. Thì thưa quý vị, hôm nay đó thì Tuấn Vĩ muốn cập nhật thêm cái thông tin mà Tuấn Vĩ đã nhận được tiền của từ các mạnh thường quân. Thì cái tiền mà Tuấn Vĩ sắp đọc ở đây á, là tiền của mạnh thường quân có gửi cho Tuấn Vĩ làm quỹ, có nghĩa là tùy Tuấn Vĩ trích ra lúc nào mà Tuấn Vĩ cảm thấy cần thiết, chứ cũng không phải là trích cho hoàn cảnh nào đó nhất thiết, hay là không phải là trích ra để mà mua gạo giúp đỡ bà con. Đại khái là tự Tuấn Vĩ quyết định. Thì Tuấn Vĩ đã nhận được của một số cô chú anh chị, nên Tuấn Vĩ xin cập nhật cái danh sách để cho cô chú anh chị được biết. Là Tuấn Vĩ nhận được của chị Hà Vũ ở Úc 5.070.000, của bé Thảo ở Bến Tre 5.000.000, của chị Liên Anh Vân 6.870.000 đồng, rồi của chị Mỹ Hoa ở Úc 8.000.000, của chị Thu Đông 500 USD, của chị Trần Thoa 100 USD, của chị Huỳnh ở Nhật
10.500.000 của anh Lương ở Mỹ, 500 USD của một người có biệt danh là công chúa, 500 USD của Nguyễn Thị Lệ ở quận 12, 2 triệu, rồi của cháu Nguyễn Thiên Thảo, Nguyễn Thảo Thiên, 500 USD. Nói chung Tuấn Vị cũng nhận được khá nhiều. Tuy rằng Tuấn Vị cũng đã nói với cô chú anh chị là trong mùa dịch là Tuấn Vị không có đi được, nhưng cô chú anh chị cũng có lòng làm từ thiện, nên cô chú anh chị đã gửi Tuấn Vị và nói rằng là khi nào Tuấn Vị đi được thì đi, chứ cũng không có bắt buộc, là cũng không có phải là phải bắt buộc đi lúc nào hay là chi vào cái việc gì. Nói chung là gửi vào cái quỹ từ thiện của Tuấn Vị đó. Cho nên nếu ví dụ như một mai đây á, mà ở bên phường mà bị cách ly lâu dài và dân tình cần cái sự hỗ trợ thì Tuấn Vị sẽ trích ra cái số quỹ đó để Tuấn Vị sẽ giúp đỡ cho phường mua gạo và tiếp tế lương thực cho dân. Còn nếu ví dụ như mà ở bên phường đã có những mạnh thường quân khác nữa mà không cần đến cái sự hỗ trợ của Tuấn Vĩ, thì cái số quỹ mà Tuấn Vĩ vừa đọc trên đó, thì Tuấn Vĩ sẽ sau khi dịch, Tuấn Vĩ sẽ đi đến các nhà mà khó khăn đó, Tuấn Vĩ sẽ giúp đỡ cho họ. Và chưa hết ở đó, đang còn rất là nhiều cái danh sách ở phía dưới là của chị Dung, là cái chị mà hôm nay Tuấn Vĩ trích ra 5 triệu đó. Là chị Dung trước đây có gửi cho Tuấn Vĩ là Tuấn Vĩ cũng xin công bố là 100 triệu đồng. Đó là một mạnh thường quân ở trong cái chương trình kết nối yêu thương của Tuấn Vĩ, là chị Dung đã hỗ trợ 100 triệu đồng để mà giúp đỡ cho trong quỹ từ thiện của Tuấn Vĩ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã quan tâm và giúp đỡ. Bên cạnh đó thì của chị Mỹ Lễ ở Mỹ 100 đô này, rồi của chị Ly Na ở Malaysia 5 triệu này, của chị Nguyễn My 100 USD, của chị Hằng làm lò mổ ở Đồng Nai. Chị Hằng làm lò mổ cũng đến kết nối yêu thương quý vị, thì chị Hằng cũng có gửi 10 triệu đồng để làm trong quỹ từ thiện. Thì trong thời gian qua Tuấn Vị cũng có giúp đỡ cho một số hoàn cảnh từ tiền của chị Hằng rồi. Rồi chị Dung quận 9 5 triệu, của em Linh ở Phú Nhuận 20 triệu, của chị Trang Mai Điệp 3 triệu rưỡi, rồi của anh Hoàng Tâm Tôn 100 USD, rồi của chị Tâm ở Úc 14 triệu, của chị Châu Nguyễn ở Mỹ 1.000 USD. Thì trong thời gian qua thì của chị Châu Tuấn Vị cũng có gửi lai rai cho một số hoàn cảnh. Rồi của hai mẹ con cô Hương Diệu Viên 400 USD, rồi của chị Trang Lâm 700 USD, của Mỹ Anh 400 Canada, rồi chị Thu Từ 500 USD, rồi của chị Ái Hoa 1.000 Canada, của cô Hiếu Ngọc 200 USD, của anh của Nhật Nguyệt Thiên Ân 300, của Nhật Nguyệt Thiên Ân, của Nhật Nguyệt Thiên Ân 300 USD, của Mimi Huỳnh, xin lỗi, của Nhật Nguyệt Thiên Ân 300, thôi chắc là tạm thời là USD đi, vì Tuấn Vị không có ghi ra đây là Việt Nam đồng hay USD, nhưng mà Tuấn Vị nghĩ là 300 thì chắc là 300 USD. Rồi của Mimi Huỳnh 400 USD, của cháu Lê Nhật Cang 300 Canada. Đó thưa quý vị, thì Tuấn Vị cũng xin đọc tên của các nhà hảo tâm cho quý vị được biết. Rồi của Vicky ở Melbourne 8.800.000 đồng, của chị Nina Phạm 100 USD. Đó thưa quý vị, nói chung là danh sách cập nhật xuống phía dưới thì rất là nhiều, nhưng mà xuống phía dưới đó thì là của những mạnh thường quân mà có gửi cho hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia, nên là cái việc đó chắc là Tuấn Vị không cần đọc. Và những cái Tuấn Vị chỉ cập nhật của những mạnh thường quân mà đã gửi cho Tuấn Vĩ để làm quỹ đó quý vị, để cho các cô chú anh chị biết là Tuấn Vĩ đã nhận được số tiền trên. Thì hôm nay đó thì Tuấn Vĩ rất là cảm ơn tới hai nhà hảo tâm
là chị Dung ở Thủ Đức và chị Lý Thị Bồng là ở Úc Châu. Chị Lý Thị Bồng thì theo như chia sẻ của chị thì chị đang có một cái khách sạn ở dưới Bạc Liêu. Bây giờ thì chị đang còn sinh sống ở Úc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn hai nhà hảo tâm, cũng như là cảm ơn tới các cô chú anh chị chúng ta quan tâm và theo dõi, và cảm ơn tới các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã quan tâm và giúp đỡ, và cảm ơn tới các nhà hảo tâm mà chúng vị đã nêu tên trên, đã có lòng hảo tâm gửi tiền quỹ để giúp đỡ cho bà con nghèo. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt các cô chú anh chị. Chúng ta cố gắng cách ly để chúng ta giữ an toàn cho gia đình và xã hội. Như Tuấn Vĩ đi vậy, Tuấn Vĩ cũng rất là lo ngại, nhưng mà công việc của mình đã dậy thì mình cũng cố gắng để không phụ lòng của bà con. Thứ nhất là không phụ lòng của những người mà họ mong mỏi mình, bởi vì Tuấn Vĩ cũng làm trong công tác xã hội, công tác từ thiện. Bên cạnh đó nữa thì Mạnh Thường Quân có gửi gắm đến cho mình thì đó cũng là một cái trọng trách, nên là Tuấn Vĩ cũng cố gắng đi những nơi mà Tuấn Vĩ thấy là phù hợp nhất, và Tuấn Vĩ cũng giữ gìn sức khỏe cho gia đình cũng như là cho cộng đồng nữa, không có dám đi nhiều, nên thôi mình làm được tới đâu thì mình hay tới đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị chúng ta quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều.